huấn luyện viên Ten Hag cho phép Antony trở lại, Man United rộng cửa thắng Crystal Palace. Ông Erik ten Hag tiết lộ Antony trở lại tập luyện tại Manchester United vào ngày 29 tháng 9 và nếu sẵn sàng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, đá với Crystal Palace. Đội bóng Manchester United chơi trận tiếp theo vào cuối tuần gặp Crystal Palace và nếu Antony khỏe mạnh, anh có một suất ra sân trong đội hình thi đấu chính. Antony đã trở lại Anh và vẫn đang bị điều tra về các cáo buộc bạo lực gia đình với bạn gái cũ của anh, Gabriela Cavallin. Cô này đã nộp đơn tố cáo Antony cho cảnh sát Brazil và cuộc điều tra đang diễn ra ở cả hai quốc gia. Sau khi đình chỉ thi đấu, Antony chờ kết quả điều tra, Quỷ Đỏ thông báo kể từ khi những cáo buộc được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 6. Antony đã hợp tác với các cuộc điều tra của cảnh sát ở cả Brazil và Vương quốc Anh và anh ấy sẽ tiếp tục làm như vậy. Với tư cách là câu lạc bộ chủ quản của Antony, Manchester United đã quyết định cầu thủ này tiếp tục luyện tập tại Carrington để duy trì phong độ trong khi cảnh sát tiến hành điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét mọi việc và chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Man United lên án các hành vi bạo lực và lạm dụng. Trả lời phỏng vấn truyền thông vào ngày 29 tháng 9, huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận ông đã sẵn sàng để Antony trở lại đội hình của mình. Tuy nhiên, ông không chắc chắn liệu tiền đạo này có thể trở lại sân cỏ trong trận đấu gặp Crystal Palace vào đêm ngày 30 tháng 9 hay không. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết, chúng tôi đã đưa ra tuyên bố và mọi thứ đều rõ ràng. Tôi không nghĩ việc trở lại của Antony làm lung lay tâm trí của cậu ấy lẫn các cầu thủ. Chúng tôi sẽ tập trung vào các trận đấu. Antony cũng vậy. Antony đã trở lại tập luyện vào ngày 29 tháng 9. Antony đã thi đấu lần cuối vào ngày 3 tháng 9 khi Manchester United thua Arsenal với tỷ số 1-3. Câu lạc bộ cũng cho biết họ vẫn đang theo dõi cuộc điều tra của cảnh sát và luôn hợp tác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Antony bị tố cáo, nhưng cáo buộc đã rút lại. Cavallin cho biết cô bị Antony lạm dụng về mặt vật lý và muốn ngôi sao người Brazil bị đuổi khỏi Manchester United. Trở lại với trận đấu của Quỷ Đỏ sắp tới vào đêm ngày 30 tháng 9, sau khi thực hiện 7 sự thay đổi trong trận thắng Crystal Palace tại vòng 3 Carabao Cup hồi giữa tuần. Sẽ rất thú vị khi xem đội hình của huấn luyện viên Erik ten Hag lựa chọn cho trận đấu tại Premier League với chính đối thủ này. Man United có nhiều cơ hội ghi chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường và xây dựng chuỗi trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thủ môn Andre Onana. Có rất nhiều điểm tích cực trong chiến thắng của thầy trò ten Hag tại Carabao Cup. Với sự tái xuất của Mason Mount trong lần thứ 3 ra sân cho câu lạc bộ và kiến tạo giúp Casemiro đánh đầu ghi bàn. Tiếp đó, Rafa Enbaran và Harry Maguire đang nỗ lực giành một vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Sofian Amrabat đã gây ấn tượng với khán giả Old Trafford sự mạnh mẽ của mình. Trên hàng công, Anthony Martial đã khởi đầu mùa giải với một pha dứt điểm tuyệt đẹp để ghi bàn thắng thứ 3 cho Man United vào lưới Crystal Palace. Ông Ten Hag có nhiều lựa chọn hơn. Cùng với Rasmus Højlund và Marcus Rashford, đội trưởng Bruno Fernandes cũng sẽ trở lại sau khi ngồi dự bị trận đấu ở vòng 3 Carabao Cup. Đáng chú ý, Lisandro Martinez còn chấn thương chưa chắc ra sân, cùng với những sự vắng mặt khác của Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Amad và Jadon Sancho.